Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý hành giả khóa tu tuần an lạc thứ nhất tại chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Quý Phật tử có để ý hôm nay là ngày gì không? Ngày Thần Tài hả? Nhân dịp và ngày Thần Tài Việt Nam thì giảng về đề tài hãy làm thần tài cho chính mình. Về truyền thuyết đó, thần tài đó trong chữ Hán và trong văn hóa Trung Hoa đó là vị thần mang lại tài sản, God of Wealth. Trong lịch sử văn hóa của Trung Hoa đó thì có nhiều nhân vật được xem là thần tài. Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau thì mỗi một giai đoạn hình ảnh thần tài đó được ghi nhận bởi một nhân vật lịch sử. Sau khi nhân vật đó qua đời đó, dựa vào cuộc đời giàu có hoặc là truyền thuyết giàu có của vị ấy mà vị ấy được tôn vinh là vị thần ban tài sản cho những người có niềm tin vào với lòng cầu nguyện chân thành. Có thể liệt dẫn các vị được xem là thần tài trong văn hóa Trung Hoa bao gồm Ngũ Lộ Tài Thần, tức là thần tài năm đường, Tăng Phước Chân Quân, là vị vua chân thật giúp cho người có niềm tin đó tăng trưởng được phước báo, Phước Đức Chánh Thần, vị thần chủ yếu về cung phước đức của con người, Thổ Địa Công, vị thần về đất đai, vì đất đai tượng trưng cho sự giàu có, Phước Lộc Thọ Tam Tiên, ba vị tiên giúp con người thỏa mãn được phước, tài lộc và tuổi thọ. Ngoài ra đó, các nhân vật lịch sử sau đây cũng được tôn vinh làm thần tài của văn hóa Trung Hoa, gồm có ông Bạch Khuê hoặc là Đoan Mộc Tứ, Thạch Sùng, Cố Giả Vương, và biết đến nhiều nhất đó là danh tướng Phạm Lãi. Về sau này đó, dưới ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo, người Trung Hoa tin rằng đó Hòa Thượng Bố Đại vốn được xem là hóa thân của Phật Di Lặc trong tương lai cũng chính là thần tài.
Ở góc độ này đó, chúng ta có thể lý giải tại sao Hòa Thượng Bố Đại được khắc họa với hình ảnh là một người có thân tướng cao, bụng rất to, và trên vai lúc nào cũng vác một cái bị chứa tiền bạc, thức ăn tặng miếu cho các mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh. 100 năm trở lại đây đó, thì hình tượng của Hòa Thượng Bố Đại được xem là hóa thân của Phật Di Lặc đó, còn được khắc họa hai tay đó cầm một cục vàng rất là to, và một tay cầm cục vàng, một tay cầm biểu tượng tiền. Và tượng Bồ Tát Di Lặc cầm tiền cầm vàng đã nhanh chóng trở thành thần tài của nhiều doanh nghiệp Phật tử trên khắp đại lục Trung Hoa, và ảnh hưởng sâu rộng đó, trong giới doanh nghiệp nhỏ vừa và lớn. Hễ ai muốn làm ăn khấm khá thì thờ thần tài là Hòa Thượng Bố Đại, trên tay có cầm cục vàng lớn tượng trưng cho sự giàu có. Ngoài ra đó, nhiều nhân vật lịch sử khác ở tại Trung Hoa cũng được xem là quá thân của thần tài, mà không có tiện nêu ra hết. Tại Việt Nam đó, thì có hai học thuyết về thần tài. Học thuyết một đó, cũng dựa vào một trong các vị thần linh của Trung Hoa mà thầy vừa đi hồi nãy đó. Người ta tin rằng một vị quan trên thiên đình dưới sự cai quản của Thượng Đế đã chểnh mảng công việc mà ông ấy đảm trách vào ban ngày do mê và nghĩ uống rượu. Thượng Đế giận quá mới đầy vị thần này đó xuống ở dưới nhân gian để trừng phạt. Thì vị thần này đó thực ra là người cai quản kho bạc trên thiên đình, cho nên dầu bị đọa xuống dưới nhân gian đó, nhưng vẫn tiếp tục đó, còn phước, cho nên nó trở thành đó, là ông thần tài. Và khi hết giai đoạn và thời gian bị phạt ở dưới dương gian đó, thì vào ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch, ông ấy bay về trời để tiếp tục cuộc sống phước báo như trước đây ở trên thiên đình. Từ đó dân gian Trung Hoa đó xem đó là ngày vía thần tài, mà biểu tượng của tài lộc là vàng. Thực ra đó, giá trị của vàng thì không thể nào sánh ví với kim cương, nhưng mà trong thời điểm các cái câu chuyện về thần tài để ra đời đó, thì cái công nghệ khai thác kim cương chưa có tại Trung Hoa, cho nên vàng được xem là quý nhất trong các giá trị tiền tệ. Và người Trung Hoa đó cũng được xem là cộng đồng trữ lượng vàng lớn nhất, có thói quen giữ vàng, mua vàng và biến vàng trở thành là một phương tiện giao dịch cho các việc mua bán. Vì đây là một cái câu chuyện huyền thoại, cho nên giá trị thật của đó là không có cao. Trong số các nhân vật lịch sử thì danh tướng Phạm Lãi sinh vào năm 536, mất vào năm 448 trước Tây lịch, hưởng thọ 88 tuổi, là người được xem là thần tài.
Và quan điểm thần tài tại Việt Nam tiếp biến văn hóa từ Trung Hoa, ảnh hưởng đến giới kinh doanh và những người thích trữ vàng tại Việt Nam nó khoảng chừng 50 năm trở lại đây. Cho nên vào ngày 10 tháng Giêng đó, thì người dân Việt Nam đó, sau thời gian tích góp tiền đi mua vàng, nghĩ rằng đó, thần tài đó thích được cúng vàng, cho nên mua vàng để cúng cho thần tài cũng là cách trữ vàng trong nhà và cách để thần tài quan tâm phù hộ cho bản thân mình, gia đình mình đã được giàu có trọn năm. Thực tế đó, người nào mua vàng vào ngày mùng 10 tháng Giêng chẳng những chẳng được thần tài phù hộ, vì sau 24 giờ đó, khi bán ra tiền đó, thì người mua một lượng vàng đó, trung bình đó, lỗ từ 1 triệu cho đến 2 triệu rưỡi tiền theo năm. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ, mới từ hôm qua đến bây giờ thôi đó, người mua vàng để mong thần tài phù hộ lỗ te tua. Và năm nay đó, các doanh nghiệp bán vàng cũng không có bội thu như mọi năm, là bởi vì cái lượng người đó đi mua vàng không nhiều. Mỗi năm đó, có thể là 20.000 cho đến 35.000 lượng vàng được bán ra trong thị trường trong mấy ngày, tức là ngày mùng 9 cho đến ngày mùng 10 là mua vào, rồi mấy ngày sau đó là bán ra. Nhưng mà năm nay đó, cái lượng giao dịch không có cao, và nó làm biến động thị trường. Do đó các nhà kinh doanh vàng đó cũng bị te tua. Nếu thần tài có thật và thần tài đó có khả năng phù hộ con người đó, thì có lẽ trong ngày mùng 10 tháng Giêng, những người tin tưởng vào thần tài đó không ai sẽ phải mất tiền từ 1 triệu cho đến 2 triệu rưỡi một lượng vàng mua vào và bán ra trong vòng mấy ngày. Như vậy là tổn tài nhiều hơn chứ không phải là vượng tài. Danh tướng Phạm Lãi là một người rất là trung thành với Việt Vương Câu Tiễn trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thì nước Việt của Trung Hoa nó khác với nước Việt của Việt Nam nha, đã bị nước Ngô, mà cụ thể là vua Ngô Phù Sai đánh bại. Nhưng mà để xây dựng cái hòa bình lâu dài đó, thì vua Phù Sai của nước Ngô sau khi bắt làm tù binh vua Việt là Câu Tiễn thì lập tức thả. Và Việt Vương Câu Tiễn đó, nếm mật nằm gai suốt 10 năm dưới sự phò hộ của danh tướng Phạm Lãi, và bạn thân của ông đó là danh tướng Văn Chủng. Ngày đêm thu nạp quân binh và canh tác để giữ quân lương chờ ngày phục thù. Song song với chiến dịch phục thù đó, thì Phạm Lãi và Văn Chủng áp dụng mỹ nhân kế, tuyển chọn hai giai nhân đẹp tuyệt trần, đó là Thi Di Quang, còn gọi là Tây Thi, một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa, làm điên đảo bốn triều đại. Và người thứ hai đó là Trịnh Đán, còn gọi là Đông Thi. Vua Ngô Phù Sai vì nhiễm đắm sắc đẹp của Tây Thi
cho nên đó đã quên việc triều chính hưởng thụ quan dâm vô độ. Và đồng thời đó còn giết hại trung thần là ngũ tử sư, ngũ tử tư. Cho nên đó, đến lúc mà Diệp Vương Câu Tiễn với sự trợ giúp của danh tướng Phạm Lãi và dân chủng đó khể ngựa khể nghĩa, thì Ngô Phù Sai đã bị đại bại. Nhưng mà vua Câu Tiễn của nước Việt là một người đó có cái tâm tiểu nhân, cho nên Phạm Lãi đã nhận ra được cáo từ quan về làm thương gia dở ẩn cho đến lúc qua đời. Đồng thời đó, Phạm Lãi cũng khuyên bản thân của mình đó là danh tướng Văn Chủng. Thông qua đó đó, chúng ta có thể đoán được lý do tại sao Phạm Lãi đã từ quan và cũng mong muốn bạn của mình đó không có cái kết cục thảm hại, đó là bị vua giết chết. Thì cái đoạn văn đó mô tả về Diệt Vương Câu Tiễn như sau: chim bay mất hết thì cây cung tốt trở thành vô dụng nên bị dẹp đi. Khi thỏ khôn đã bị chết rồi thì chó săn á vô dụng đem đi nấu thịt. Diệt Vương là người có nhân tướng, cổ thì cao mà miệng á thì hẹp như con chim, chỉ có thể chung trong thời hoạn nạn, không thể chung vui trong thời hòa bình. Thấy vậy tại sao còn luyến tiếc chưa chịu lui về? Thì cái đoạn nhắn gửi đó rất là nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, và sau này nó trở thành lời khuyên đối với những người có công trạng trong thời chiến tranh, cần phải biết về vườn ở ẩn qua thuật ngữ công thành thân thói thì mới được bình an. Bởi vì có nhiều vị vua độc tài đó thường giết các trung thần trong thời hòa bình, chẳng hạn như Lưu Bang có công dựng lên nên là triều đại của nhà Hán suốt 400 năm. Và Hàn Tín là một danh tướng trăm trận trăm thắng và giúp cho Lưu Bang dựng lên đế nghiệp. Và bản thân của Lưu Bang là một người du thủ du thực, võ nghệ không biết, tài cán không rành, nhưng mà đến tính về mưu sĩ đó thì khó ai có thể hơn được ông. Nên cuối cùng á, Hàn Tín bị giết chết khi Giang Sơn Trung Hoa dưới sự trợ giúp của Hàn Tín được thống nhất về một mối. Lịch sử quét triều vua tại Trung Hoa và nhiều nơi thế giới đều rơi vào tình trạng như vậy. Thì ở Việt Nam người ta còn đồn đãi thì cái câu chuyện của Phạm Lãi trở thành thần tài, đó là trong thời hòa bình đó thì Phạm Lãi vì thương cái sắc đẹp của Tây Thi cho nên không còn màng đến triều chính nữa, ẩn tích mai danh trên chốn giang hồ, rồi trở thành một nhà thương buôn giàu có, sau đó là hai người ở ẩn để hưởng cuộc đời vinh hoa phú quý cho đến lúc chết. Thực ra cái đó nó không có thật trong lịch sử. Và sau khi cái kịch bản Tây Thi được sử dụng để đánh bại vua Ngô Bộ Sai đó thì Tây Thi trở thành là vô dụng. Ngay cả vua Việt Vương Câu Tiễn rất thích Tây Thi, nhưng mà triều chính cũng không cho ông ấy rước Tây Thi về vì sợ cái kịch bản cũ diễn ra. Cho nên đó, hậu vận của Tây Thi đó
rất là thê thảm. Về phương diện lịch sử đó thì cũng ai khó ai có thể xác định được đó, phạm lãi vào cỡ nào. Thực ra trong thời kỳ chiến tranh Xuân Thu Liệt Quốc đó, thì các tướng được thưởng khi thắng trận, lính cũng được hưởng quân lương, lương quân. Nhưng mà cái số tiền đó đủ để chi dùng hàng tháng này đối với binh sĩ. Còn các tướng tài đó thì dĩ nhiên là được phong đất, rồi cho thê thiếp, rồi thêm chức phụ. Cũng không phải là quá giàu so với các vị dương tước của triều đình. Cho nên đó, so với các thương gia khác đó, chắc chắn phạm lãi không thể nào sánh bằng. Nhưng vì cái câu chuyện ông ấy ở ẩn, sau khi thành công đã làm cho ta thiêu dệt lên và biến phạm lãi trở thành là thần tài. Cho đến thời điểm này đó thì vẫn chưa có xác định rõ đó phạm lãi có ngày sanh, ngày mất vào 10 tháng giêng âm lịch. Nhưng không biết người ta đã vì lý do gì mà lấy cái 10 tháng giêng âm lịch này làm ngày thờ thần tài phạm lãi. Thì kể một cái câu chuyện về lai lịch của thần tài Trung Hoa ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam để chúng ta thấy rõ đó bản chất của phạm lãi là một danh tướng chứ không phải là một doanh nghiệp đẳng cấp thuộc hàng triệu phú tỷ phú như ngày nay. Và ông ấy đã chết vào thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch, tức là cụ thể là năm 448. Còn theo Đức Phật đó thì sau khi chết thì tiếp tục tái sinh, còn đâu đó mà đi phù hộ cho những người kinh doanh và những người tin tưởng thờ vào ông ấy. Cho nên niềm tin đó không có cơ sở nhân quả, không có giá trị thực tiễn. Thì đó tốt hơn á, theo tinh thần Phật dạy, chúng ta hãy trở thành tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình làm chủ vận mệnh của mình. Hay nói cách khác á, trong ngôn ngữ hiện đại chúng ta có thể nói mỗi người chúng ta hãy tự mình trở thành thần tài cho chính mình. Trong phần 2 đó, thầy nói về 11 bước làm giàu hay là trở thành thành tài. Thì có rất nhiều các giai thoại về danh tướng phạm lãi. Và nhất là trong cái giai đoạn ông ấy trở thành thương gia, sau đó là ở ẩn đó, thì tập hợp những cái giai thoại đó thì thầy đúc kết ra gồm có 11 bước mà mỗi người làm kinh doanh đó, nếu nỗ lực đạt được khoảng 8 trên 11 bước đó thôi, chắc chắn là làm giàu. Còn Đức Phật dạy đó, kỹ năng làm giàu lệ thuộc vào thứ nhất đó, là siêng năng, thứ hai là kiên trì không bỏ cuộc. Và hai yếu tố này đó có thể bù đắp. Cái cách mà người Việt Nam mình nói là gì? Cần cù bù thông minh. Nghĩa là người nào không có thông minh về lý trí hay là không có thông minh về cảm xúc thì ít ra thay thế vào đó phải là một người có cái bẩm chất cần cù, siêng năng, không gián đoạn. Thì nghề dạy thợ, nỗ lực một cái việc gì đó từ không biết rồi từ từ chúng ta sẽ biết, miễn là có tinh thần học hỏi. Ngoài ra đó thì Đức Phật còn dạy phải có tầm nhìn chân chính, thì phải có tác ý như hiện thực, tức là như lý tác ý.
rồi phải có tư duy chân chính. Đây là ba yếu tố ứng dụng của trí tuệ. Mà ai sở hữu được chìa khóa này đó thì trước sau gì đó, nghèo trở thành khá, khá trở thành giàu, giàu trở thành giàu hơn, giàu hơn trở thành triệu phú, triệu phú trở thành tỷ phú. Tức là cái mức độ tăng trưởng chắc chắn là phải diễn ra theo tỷ lệ thuận. Và trong nhiều kinh đó, Đức Phật khuyên chúng ta phải cân nhắc giữa việc làm giàu với hệ nhân quả mà chúng ta sẽ phải gặt hái ngay sau khi các hành động làm giàu đó được gieo rắc trong cuộc đời của mình qua kinh doanh. Tức là không bán đứng hạnh phúc của cá nhân, không đánh đổi hạnh phúc của cá nhân với sự làm giàu về kinh tế. Thì chủ trương của chính phủ Việt Nam và nhiều quốc gia đó là không đánh đổi môi trường chỉ vì cái mục đích đó, làm giàu về kinh tế. Còn Đức Phật đó, thì khuyên không đánh đổi đạo đức và cái chất lượng hạnh phúc chỉ vì lợi ích của làm giàu. Cho nên Đức Phật khuyên đó, có 6 loại nghề nghiệp giàu mang lại sự giàu có cho nhà đầu tư. Là Phật tử chúng ta phải mạnh dạn nói không. Nghề buôn bán nô lệ, cho đến năm 1968 ấy, mới bắt đầu được cân nhắc và đình chỉ tại Hoa Kỳ. Từ đó trở về trước ấy, thì khắp nơi trên thế giới này nô lệ là một dịch vụ, là một cái sự mua bán hợp pháp. Sản xuất và mua bán vũ khí có thể làm cho tập đoàn đó, doanh nghiệp đó trở thành tỷ phú, nhất là các loại vũ khí hiện đại. Nhưng mà giết người hàng loạt dẫn đến sự tàn phá chết chóc. Nghề lầu xanh dầu đã được hợp pháp hóa ở nhiều quốc gia, nhưng nó dẫn đến cái sự nhiễm đấm khoái lạc, mất trách nhiệm với gia đình và truyền nhiễm nhiều chứng bệnh chết người. Cho nên Đức Phật nghiêm cấm. Nghề đồ tể, tiền lời thì không có nhiều như các nghề nêu trên, nhưng mà nghiệp sát phải đeo mang không chỉ ở kiếp này mà ở nhiều kiếp khác, dẫn đến yểu thọ và nhiều bệnh tật. Nghề cờ bạc có thể trở thành triệu phú và tỷ phú đối với nhà cái, tức là chủ đầu tư, nhưng dẫn đến tình trạng bác thần vằn, cố sơ thần vằn đến hàng triệu các gia đình. Nơi đó có các thành viên vì lòng tham, vì sự si mê chi phối. Nghề chế biến, buôn bán và tàn trữ độc dược vì dẫn đến sự tự tử và ngộ sát. Thì trong 6 loại nghề này đó, hiện nay trên toàn cầu đó, nghề nô lệ bị nghiêm cấm, còn 5 nghề còn lại là được hợp pháp hóa ở phần lớn các quốc gia. Nhưng bằng tâm gì trí tuệ, Đức Phật khuyên chúng ta không nên đánh đổi chất lượng hạnh phúc với lợi kinh tế. Cho nên là Phật tử chúng ta phải mạnh dạn chối bỏ các cơ hội làm giàu thông qua các nghề nêu trên. Vừa ra còn nhiều lời dạy khác của Đức Phật nói về kỹ năng làm giàu, mà nói nôm na là trở thành thần tài cho chính mình và gia đình mình. Thì trong luận án tiến sĩ của thầy á, Bảo vệ thành công vào năm 2001, có một chương đó về kinh tế Phật giáo, thông qua đó phân tích khái quát về kỹ năng làm giàu. Chương này được xuất bản trong tháng 2 năm 2022, sau 21 năm tốt nghiệp, thì vì có thể đọc để hiểu rõ lời Phật dạy.
Và vì ngày hôm nay đó là ngày vía thần tài cho nên thầy nhân dịp này đó giới thiệu về 11 bước được tổng hợp từ lý thuyết làm giàu của danh tướng Phạm Lãi. Dĩ nhiên đó, tính thực sự đó của cái lý thuyết đó có thật sự của Phạm Lãi hay không thì cũng chưa chắc, nhưng mà dân gian Trung Hoa người ta tương truyền thầy tuyển chọn trong đó, nó có nhiều học thuyết 11 điều sau đây. Điều 1: sinh ý yếu cần khẩn, có nghĩa là khi lập nghiệp á, điều quan trọng nhất là phải siêng năng, khi làm việc gì đó thì phải khẩn trương, không được trì hoãn. Tức là tóm tắt lại là khẩn trương và siêng năng. Siêng năng nó giúp cho chúng ta đạt được mục đích thông qua quá trình phấn đấu. Khẩn trương giúp cho chúng ta đó nắm lấy được cơ hội đầu tiên so với những người lề mề, chậm trễ, do dự, chần chừ và chưa dứt khoát. Thì các đại gia, triệu phú, tỷ phú đều là những người làm việc rất là khẩn trương. Các công trình lớn, nếu các đại gia họ nhúng tay vào đó, hoàn tất trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm. Còn người có tầm nhìn trung bình đó, thì có thể là mất nhiều năm hơn. Còn những người có tầm nhìn kém hoặc là nguồn kinh tế kém đó, thì có thể lên 10 năm, 20 năm cơ hội vượt thoát khỏi cầm tay. Cho nên không có cần cù thì không thể mong giàu được. Nếu mà dừng lại cần cù không, cũng không thể làm giàu. Phải khẩn trương, không để bỏ lỡ các cơ hội. Điều 2: dụng độ yếu tiết kiệm. Tất cả các chi dùng, tức cái gì mà mình bỏ tiền ra đó, thì điều đầu tiên phải nghĩ đến hai chữ tiết kiệm. Người chưa giàu thì xài tiền rất phung phí, nhưng mà người càng giàu thì lại càng tiết kiệm. Tiết kiệm nó khác với bủn xỉn và keo kiệt. Keo kiệt, bủn xỉn là thái độ mà theo Đức Phật nói trong cái dược sư đó. Mỗi khi phải chi một cái khoản tiền nào đó, dù là rất nhỏ, thậm chí cho người thân của mình, cho các cái việc rất hữu ích, nhưng mà người đó có cảm giác tiếc nuối, không muốn làm, mà nếu lỡ phải làm á, thì có cảm giác như là cái con dao nó cắt lát vào từ làn da thất thịt đó, tiếc vui lắm, đau xót vậy lắm. Cái câu chuyện lão nhà giàu bằng tiện mặc cả mạng sống của mình với đồng tiền ít ỏi khi mà bị chìm xuống sông đó mà, là một cái ví dụ nói về thái độ tiếc sẻ tiền của, không dám chi dùng. Còn người tiết kiệm á, việc gì không đáng dù là một đồng cũng không chi. Còn việc đáng á, thậm chí là vài tỷ, vài chục tỷ, vài trăm tỷ cũng không tiếc. Cho nên á, doanh thu với lợi tức cao mà không có đầu óc tiết kiệm á, thì cũng không thể trở thành người giàu có được. Điều 3: mãi mãi yếu tùy thề. Khi mua bán phải biết đúng thề, đúng lúc. Để chúng ta hiểu được cái nhu cầu của thị trường, mà bây giờ chúng ta gọi là cái luật cung cầu. Cung nhiều mà cầu ít thì nhà đầu tư bị lỗ. Cầu nhiều mà cung ít đó, thì người mua hàng phải trả giá gấp bội hoặc gấp nhiều lần cho cùng một dòng sản phẩm. Cho thời điểm nào đó, thì nên tung ra thị trường một cái dòng sản phẩm nào là thích hợp.
Còn khi thấy mà không thích hợp nữa là phải kết thúc, không có tiếc nuối. Quý vị thử suy nghĩ, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyên bố đầu tư Winfall. Sau khi tung ra thị trường thời gian ngắn, tuyên bố kết thúc việc sản xuất. Rồi đầu tư Winmark gần 3.000 siêu thị nhỏ, thấy không có lời, bán lại cho Masan. Đầu tư hãng máy bay dân dụng, lập luôn cả cái viện đào tạo hàng không và phi công, chưa kịp khai trương cho những chuyến bay đầu tiên đó, thấy đầu tư ngay cái thời điểm của Covid không khá, lập tức ngừng. Sản xuất VinFast chưa được 3 năm, với cái công nghệ có thể nói rất là tiến bộ ở châu Á, đầu năm 22 tuyên bố ngừng sản xuất xe xăng, đổi qua phương hướng sản xuất xe điện. Tức là nắm bắt được cái nhu cầu của thị trường và mạnh dạn ngừng, không có tiếc nuối. Còn phần lớn chúng ta khi mà mình bỏ vốn đầu tư vào một cuộc tình, vào một doanh nghiệp, vào một cái gì đó mà mình bị thua, bị thất bại, tiếc dữ lắm. Nên là mình muốn cái tâm lý là gỡ gạc, nhất là những người cờ bạc đó, càng gỡ chừng nào càng phá sản danh chừng đó. Tức là không biết được cái thời điểm mà mình càng phải làm, càng phải dừng. Điều 4, vượng khiếm yếu thức nhân, là cần phải nắm rõ, hiểu sâu nhân duyên và đối tác của mình là người nghèo, người vừa hay người giàu. Không nên tuyển dụng những người vào vai trò quan trọng mà người đó đang thiếu nợ. Và trải qua rất nhiều lần việc thất bại thì làm sao cái việc tuyển dụng họ dẫn đến thành công được. Dĩ nhiên những nhà doanh nghiệp lớn đó, họ có kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự nào là đúng vai trò nhân sự đó và đặt họ vào trong vai trò đó hay là có mắt xích đó đó, thì họ sẽ đóng góp được cái sự tăng trưởng và phát triển cho doanh nghiệp. Thì có một điều mà quý vị cũng thử suy nghĩ, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển dụng các vai trò tổng giám đốc cho các cái lĩnh vực chính của ông ấy đó đều là các nữ tướng, mà các tỷ phú Việt Nam và các tỷ phú trên thế giới hiếm có ai đi theo con đường này. Và cái sự thành công của ông Phạm Nhật Vượng nó không chỉ dừng lại ở chỗ ông ấy tăng trưởng từ 1 tỷ mấy Mỹ Kim bây giờ lên đến cái chục tỷ Mỹ Kim, mà trong tương lai đó ông ấy sẽ xây dựng hình ảnh Việt Nam trên toàn cầu qua những cái dòng sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam. Điều 5, trương mục yếu kê tra, tức là phải kê khai công khai tài chính, tài khoản và các sổ sách. Có nghĩa là phải có kế toán giỏi, thủ quỹ và mọi thứ công khai minh bạch như cách mà quỹ đạo Phật ngày nay chúng ta làm đúng theo hướng này. Ai cũng có thể kiểm tra được ở trên trang web quỹ đạo Phật ngày nay.com. Chúng ta có nhiều lĩnh vực hoạt động, mỗi lĩnh vực á thì nó có mã số bắt đầu bằng chữ C, tượng trưng cho chữ chương trình, sau đó là con số tượng trưng cho các cái hoạt động cụ thể. Ai đóng góp bao nhiêu cho hoạt động nào thì lên trên trang web kiểm tra có đủ hết cái phần thu và chi cho lĩnh vực đó. Trong mấy tháng vừa qua đó, cộng đồng mạng chúng ta nghiêng ngửa đứng về hai phía đối lập.
một bên là chống, một bên là ủng hộ. Đối với người khui ra cái câu chuyện sao kê của các văn nghệ sĩ, cũng như là các văn nghệ sĩ đã có công đóng góp cho các hoạt động từ thiện, thì ai cũng hiểu rõ các văn nghệ sĩ làm công việc này đó đều là những người có tiền, tức là giàu. Họ cần cái đóng góp nó cụ thể, cái danh, và cái danh đó cũng rất là trân trọng thôi, vì họ lấy được cái uy tín của mình, cái danh của mình để kêu gọi các mạnh thường quân là những người thần tượng mình, fan hâm mộ của mình. Thì cả người yêu cầu sao kê và tự thân của các văn nghệ sĩ đều có hai phe, một phe ủng hộ, phe chống đối. Vấn nạn chính yếu là do vì các văn nghệ sĩ yêu thích làm từ thiện nhưng không có kiến thức về cách làm từ thiện công khai, minh bạch, vì họ không phải là sở trường về lĩnh vực này. Chứ nếu như trương mục yếu kê tra, ai cũng có thể kiểm tra được trên nền tảng kê khai của mình. Kê đó là mình phải kê khai công khai, còn tra đó là người khác có thể kiểm tra được, có thể thẩm tra được, thì chắc chắn là những cái vụ lùm xùm đó sẽ không có mặt. Mà 25 thế kỷ trước á, ông Phạm Đại nói ra học thuyết này đó rất là ấn tượng. Điều 6, ưu liệt yếu phân biệt, tức là khi tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực á, thì phải biết đâu là người tốt kẻ xấu, đâu là người tài kẻ định, đâu là người nói giỏi nhưng mà là không giỏi, đâu là người làm giỏi nhưng mà nói kém, để đặt các nhân sự vào các vai trò mà theo đó họ có thể phát huy được tài năng của họ để đóng góp cho sự lớn mạnh của tập thể, của tổ chức. Cho nên ở tiếu này đó thì hoàn toàn không có dung chứa tình trạng gia đình trị hay là chủ nghĩa dùng miền lễ giới văn văn. Dân tài đó được sử dụng thích đáng để họ có những đóng góp to lớn. Điều 7, dụng nhân yếu phương chính, tức là khi dùng người thì phải ưu tiên chính sách cho những người ngay thẳng, chứ phương á là vuông, tức là ngay thẳng, chính á tức là công chính, công bằng, cương trực, thẳng thắn, chân thật, không có giả dối. Cho nên người nào giả dối, sống với cái thói quen lừa, thành công được lần một, lần hai, lần ba đó, thì thường mơ tưởng rằng là bằng thói quen đó mình có thể qua mặt và làm giàu được. Thực ra không dễ đâu. Những người thành công đều là những người có sỏi trong đầu, kinh nghiệm đầy mình, thông minh cảm xúc, phán đoán chính xác, trực quan nhạy bén, kinh nghiệm đầy người. Cho nên chúng ta có thể lừa họ được lần một, lần hai, chứ không thể lừa được nhiều lần, huống hồ là trọn đời. Những người có kinh nghiệm dẫn đến sự thành công á, thì thường tuyển dụng những người chân chất, chân thực. Mà nói theo Đức Phật á, giống như cái mũ inox, nó nằm ở trong vị canh, nằm trong chỗ tô canh mà nó không có bị dính bởi cái mùi của canh. Còn Việt Nam mình nói là như mũ inox nó nằm ở trong tô nước mắm mà nó không bị dính mùi của nước mắm, có nghĩa là ở trong đống tiền mà không tha, dù không có ai giám sát. Thì tuyển dụng những người như vậy thì chúng ta có thể có giấc ngủ ngon, không bị phản phúc, không sợ, không lo lắng, không gì bất an. Mình mới mạnh dạn để mình đầu tư, và có được những người đồng hành trung thành đó đó, thì cái sự thành công làm giàu, trở thành
Thần tài tức là tạo ra tài sản nhanh chóng, thần khóc là điều mà có thể chúng ta tin tưởng và làm được. Điều 8, xuất nhập yếu cẩn thận. Vì tất cả các hàng hóa chúng ta nhập vào trong kho bãi và xuất ra khỏi kho bãi cho các mục đích mua bán hay là sử dụng, cần phải ghi chép cẩn thận và chính xác. Thì doanh nghiệp có giỏi cỡ nào đi mà người quản lý kho bãi cũng chính là người ăn cắp các hàng hóa trong kho bãi đó thì doanh nghiệp nó phải phá sản rồi, hoặc là không thể giàu lớn được. Trong kinh Hiền Nhân đó, Đức Phật có đề cập đến cái câu chuyện người giữ cá, người giữ ao cá lại là kẻ ăn trộm cá thì làm sao bị phát hiện được. Thì bây giờ có một số người làm bảo vệ các hàng hóa nhưng mà ăn cắp thì xui lắm mới bị phát hiện. Cho biết là thời điểm nào là chủ đến, thời điểm nào không có chủ, thời điểm nào có người, thời điểm nào không có người, đường đi nước bước, camera nằm ở đâu, rồi tắt camera bằng cách nào, xóa đi các cái phần phần bộ nhớ để phi tan. Thì dĩ nhiên là cái nghiệp xấu đến lúc chín mùi rồi đó thì những kẻ gian dối đó vẫn bị phát hiện. Cho nên đó, việc xuất nhập tồn không rõ ràng thì không thể nào giàu được, tại vì nó bị rỉ chải bởi cái sự lòng tham và lòng tham của những người hợp tác và những người xung quanh, và nó cũng có thể bị lợi dụng gây ra rất nhiều các tổn thất. Điều 9, hóa sắc yếu diện nghiệm. Đó. Muốn mua hàng hóa nào đó thì phải nhớ đến tận nơi, sờ tận tay, thấy tận mặt, chứ không có giao dịch qua mua bán hàng online. 25 thế kỷ trước mà học thuyết thì đã được đặt ra được, quả thật là quá thông minh. Trong giai đoạn Covid-19 này rất nhiều các khách hàng bị lừa vì giới thiệu hàng hóa trên online thì quá hấp dẫn, nhưng mà gỡ hàng hóa về không giống ai. Đến tận nơi sờ tận tay thấy tận mắt mà đôi lúc còn bị lừa, hú hồ á, mua hàng mà chỉ nghe ta quảng cáo không rồi làm sao không bị hớ được. Nhất là thực phẩm chức năng bán theo công nghệ đa cấp, giá trị thật của đó đó nó giống như cái thuốc bổ dưỡng, mà bổ dưỡng đó thuốc đông y nó rẻ hơn gấp ngàn lần, gấp trăm lần, gấp mấy chục lần. Nhưng mà khi ta buông hệ giá trị đó lên cao thì những người có tiền đó họ muốn chứng tỏ đẳng cấp xã hội của mình khi mà tiêu thụ các cái dòng sản phẩm này, thì cái tác động tâm lý đó làm cho họ nghĩ rằng đó các loại thuốc này nó có tác dụng cao. Thực ra nó không phải thuốc điều trị đâu, nó chỉ là thức ăn bổ trợ đó. Và các cái mà mặt hàng được bán theo cái công nghệ đa cấp á thì người tiêu dùng á là nạn nhân, bởi vì họ phải trả những cái dịch vụ môi giới bằng cái người đi quảng bá bằng cái sự khôn ngoan của họ rất là nhiều. Còn giá trị gốc của nó không có cao như giá trị đã bán. Điều 10, kỳ hạn yếu ước định. Làm ăn đã hẹn đã hứa thì phải đúng kỳ hạn, không nên trễ hẹn, trễ giờ dây thun hay là lèo. Khổng Tử phát biểu thế này: nhân bất tính bất tri kỳ khả giả. Người không có giữ chữ tín thì không thể làm được việc gì. Người Trung Hoa, người Nhật Bản, người Hàn Quốc và người phương Tây, nói chung là những nước tiên tiến, kỵ nhất là sự trễ hẹn và hứa lèo. Ở Nhật Bản, các
các phương tiện giao thông công cộng mà trễ 5 phút. Có đây á, nhất là các loại tàu cao tốc mà trễ 3 phút thôi ta đã phải xin lỗi rồi, có trường hợp phải bồi thường đó. Còn ở Pháp năm 2010 tại đi thuyết giảng đó, mới lần đầu tiên sử dụng dịch vụ xe lửa tự động, loại xe lửa cao tốc, nó chỉ trễ có 2 phút thôi, thực ra đi trước 3 tiếng hồ, nhưng mà bị kẹt tắt đường. Khi đến nơi đó lẽ ra mình dư được 3 tiếng nhưng mà bị tắt đường, cho nên là trễ có 2-3 phút thôi. Tới đây là xe lửa chạy rồi, mình chỉ thấy cái xe nó chạy luôn, bởi vì toàn bộ không có tài xế, tất cả đều được vận hành bởi thuật toán vi tính đó. Nhưng mà người Việt Nam và những nước nghèo, nhất là dân Ấn Độ, đó là rất dây thun. Mà dây thun của họ là thuộc loại bằng dây cao su, rất là bền vững. Xe lửa là thường đó, trễ mỗi ngày 4-5 tiếng là bình thường. Và mọi thứ, ngay cả tiệc tùng của chính phủ trễ giờ cũng chỉ bình thường thôi, nó trở thành như là văn hóa, thói quen cộng nghiệp. Thì chỗ nào đó mà còn trễ giờ, trễ hẹn hay là lèo thì chúng ta biết là nền kinh tế ở chỗ đó chưa phát triển cao được. Thế nên phải điều chỉnh nhận thức bằng cái nhận thức thời gian là tiền bạc. Như vậy trễ hẹn trễ giờ đó là mất tiền bạc, thì mới khắc phục được cái thói quen lề mề này. Nên ai có thói quen hẹn xong rồi đi trễ, hẹn xong cái lèo, rồi không thấy cái lèo mình là sai, biện hộ đủ kiểu hết: tôi bận lắm, ba tôi bị bệnh, má tôi bị đau ốm, tôi bị dứt chân, trước khi đi ra xe bị bể bánh. Tức là đủ loại lý giải. Đang khi cuộc sống người ta không cần lý giải, ta cần gì? Giải pháp. Mà nhiều người biện hộ chỉ dừng lại ở giải thích, mà cuộc sống nó thành công là cần đến giải pháp, là phải khắc phục. Điều 11, tồn lưu yếu kiểm soát. Tức là hàng hóa cần phải được kiểm soát, kiểm tra, kiểm kê thường xuyên để tránh thất thoát, tránh mất trộm, tránh hư hỏng. Thế doanh nghiệp nào mà không kiểm tra các cái kho hàng hóa, mà chỉ nghe nhân viên trong phòng báo ở trong kho đó còn bao nhiêu, đến lúc phá sản nào không hay. Nhiều khi ăn giống như bọt, món bọt á, ăn sạch trơn rồi, nhưng mà dựa trên sổ sách mình thấy là vẫn còn đầy đủ rồi, nhưng mà đầy đủ trên chữ nghĩa thôi, chứ còn trong thực tế còn đâu. Cho nên không kiểm tra kho bãi để biết rõ tình trạng của hàng hóa đang được tồn kho có đúng với dân gì đã được kê khai hay không, thì cái sự lầm giàu của chủ đầu tư hay là doanh nghiệp chỉ nuôi cho những người có lòng tham và thiếu nghiêm túc. Quý vị thấy 11 điều của ông Phạm Lãi nói vẫn còn hữu ích cho đời nay không? Về phương diện kinh doanh đó. Sao thấy yêu rè vậy? Thầy thì không có làm kinh doanh, nhưng mà ngẫm nghĩ ở trên xe từ bệnh viện thị xã Vĩnh Châu trở về chùa, khi thầy bị mấy cái trấu đen á vô con mắt mấy chục hạt, thầy cứ nghi ngẫm những lời dạy của ông này, thấy quả thật sâu sắc. Còn các nhà doanh nghiệp ở đây có các đại gia thì có lẽ là rành hơn thầy về cái này. Cái điều gì mà chúng ta thấy thích hợp á thì mình cũng nên áp dụng.
Thì mượn 11 điều của danh tướng Phạm Lãi được dân gian Trung Hoa thổi phồng lên là thần tài, để những người đang nỗ lực start up, tức là lập nghiệp, hay là giữ nghề nghiệp, phát triển nghề nghiệp, làm giàu trên nghề nghiệp đó, cùng suy gẫm. Bây giờ mới có 60 phút, giờ thầy tính đó, thầy tận dụng này nói thêm, chích thêm một vài điều khác của Phạm Lãi. Để hỗ trợ cho làm giàu, Phạm Lãi còn khuyên á, nha môn yếu thông giám, tức là người kinh doanh phải hiểu biết luật pháp, rồi thuế quan đồng thời cần phải có quan hệ tốt với các cơ quan chính quyền. Cái này nó có nhiều ý nghĩa lắm. Không hiểu luật pháp đầu tư có thể phạm pháp, không hiểu luật thuế hoặc nỗ lực trốn thuế bị truy thu thuế. Số tiền bao gồm cái tiền trốn thuế và tiền lũy tiến theo ngân hàng, làm cho nhiều người là vỡ nợ. Và không có quan hệ với chính quyền, chống đối chính quyền dù ở nước nào cũng vậy, thì làm sao làm ăn khấm khá được. Và đó, nó còn có nhiều cái nghĩa bóng khác nữa. Một điều khác ông dạy: thịnh vượng yếu tích đức. Trong lúc mình giàu sang thịnh vượng thì đừng quên làm phước, làm đức, tức là chia sẻ phước báo của mình cho các mảnh đề kém may mắn hơn. Ở tố này đó, ông Phạm Lãi như là một Phật tử, tức là biết bố thí, cúng dường, bỏ tài sản ra, thầy thường gọi là ói tài sản ra để làm phước. Tức là tài sản nó đang nằm trong bụng của mình nè, bây giờ mình phải móc cái cần cổ cho nó gướng cần cổ cho nó trào ra, bỏ ra để làm là không tiếc nuối. Để đóng góp Phật sự, đóng góp cho đời. Các thành viên trong ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay đều là những người như thế, phát tâm đóng góp tham gia các Phật sự và xem chuyện Phật sự của chùa Giác Ngộ như là chuyện của bản thân mình. Ở tổ chức nào, tập thể nào mà có những con người thích tích đức bằng việc bỏ tài sản ra, đóng góp nguồn tịnh tài, thì chỗ đó rất thành công. Thì trong 20 năm qua thầy cũng may mắn được các Phật tử tin tưởng là có việc này, cho nên thầy làm được một số Phật sự so với các bạn đồng tu và những vị cùng nhóm lứa tuổi, thì mình cũng còn có may phước để làm được các Phật sự A, các Phật sự B. Nhờ được như thế cũng là cái công của các Phật tử, thầy bày tỏ lòng biết ơn. Một lời dạy khác của ông ấy đó là dụng vốn yếu tương hỗ, để vốn đầu tư ngày càng lớn, giàu trở nên giàu hơn, giàu trở thành triệu phú và tỷ phú, thì phải thấy rõ được quy luật tương hỗ để mời người cùng cộng tác, cùng góp vốn. Đây là mô hình tập đoàn, nó khác với mô hình tiểu thương
Việt Nam chúng ta là mô hình tiểu thương, chỉ mới có 2-3 tập đoàn Việt Nam đang nỗ lực vươn vai ra thế giới, bỏ cái ao nhà nhỏ để lội ra biển khơi, chấp nhận các rủi ro để có một cái thương trường lớn của toàn cầu, như là tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và một số tỷ phú khác. Còn đại đa số chúng ta vẫn dừng lại ở tiểu thương thôi. Mỗi sáng quý vị đi khắp nước Việt Nam này có hàng trăm món ăn phong phú. Ở như nước giàu ta chỉ có vài món ăn thôi. Thì đi theo mô hình tập đoàn, các hình thức tiểu thương đó không thể sống nổi. Nó tạo ra cái hệ cộng nghiệp trong tiêu thụ, cộng nghiệp trong sở thích. Và cái cộng nghiệp tiêu thụ sở thích này đó sẽ càn quét không thu tiếc tất cả các biệt nghiệp tiểu thương và của người tiêu dùng ở những nước nghèo. Bây giờ người phương Tây, dân châu Âu, châu Mỹ, châu Úc khi sang cái nước châu Á thì họ vẫn thích ăn gì? Hamburger, burger, pizza, vân vân. Mà tất cả những cái sản phẩm này mới xuất hiện trong vòng 80 năm thôi. Cho nên nắm bắt được cái thị hiếu của thời đại, cái cộng nghiệp mới về tiêu thụ, khi mà có người chỉ cần có 10% vốn là có thể vay tiền ngân hàng mua nhà, vác một đống nợ trả đều mỗi tháng cho đến 15 năm, 20 năm, 30 năm. Tính sở hữu hóa đã làm cho con người có trách nhiệm hơn, siêu năng hơn, nhưng mà cái rủi ro cũng cao hơn, chồng chắc hơn, dễ phá sản hơn. Là khi mà một gia đình 500 mét, 1.000 mét, 2.000 mét mà chỉ có 2-3 thành viên thì cái thời gian đâu mà nấu nước. Cho nên bữa trưa, bữa sáng gần như là ăn thức ăn nhanh, chỉ có tối về nhà có thời gian được vài ba tiếng mới tự nấu thôi. Có nhiều người mua ở dọc đường về nhà ăn thôi. Mà cái cơ chế kinh tế của các nước tiên tiến đó thì một buổi ăn đó nó chỉ bằng một giờ làm việc trong một ngày. Một giờ làm việc ở Mỹ nó khoảng là 15 đô, tức là tính theo lương trung bình đó. Đang khi một cái cửa ăn trưa nó khoảng chừng 8 đô, 15 đô là ăn ngon rồi. Còn ở Việt Nam chúng ta một tô phở ngon nó phải 200.000 đồng. Đang khi một ngày làm việc của công dân Việt Nam á có 100 mấy chục ngàn hay nhiêu. Có khi có chỗ làm theo lương nhà nước không tới 100 ngàn nữa. Cho ta thấy nó có sự chênh lệch rất là bất công. Cho nên là không có tính hổ tương thì làm sao tạo ra tập đoàn lớn để tồn tại mạnh, phát triển nhanh. Thì trong làm đạo cũng vậy, ai có tinh thần cá lẻ, đi riêng một mình, làm riêng một mình, không thể thành công lớn được. Nên Đức Phật đó, khi xây dựng đạo Phật đó, xây dựng cho nền tảng tăng đoàn, một tập thể của những người tu, chứ không phải là một cá thể thông minh xuất chúng, mà là một tập thể. Thì chùa Giác Ngộ chúng ta cũng đang xây dựng trên nền tảng này cái khóa tu. Ở tại chùa Đông Hải thì các thành viên quan trọng nhất của tăng đoàn chùa Giác Ngộ xuống ủng hộ hết, lãnh đạo quỹ Đạo Phật Ngày Nay, các Phật tử cốt cán xuống đây ủng hộ để cho cái khóa tu đầu tiên được thành công, có thể ủng hộ thêm vài lần nữa cho đến lúc nào các Phật tử ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thấy được cái giá trị của nó tự động đến, thì lúc đó cái sự trợ giúp này sẽ ngưng lại để tiếp tục trợ giúp ở chỗ khác, mở các mô hình tu tập tương tự. Yếu tố khác, Phạm Lãi khuyên sự thế yếu độ lượng. Khi đối nhân sự thế thì điều quan trọng là phải có rộng độ lượng, tâm bao dung, tâm quảng đại. Còn người nào hà khắc quá, nghiêm khắc quá, cho nên nhớ cái câu khuyên của người xưa đó, nước trong quá không có cá.
Nước đục mới là nước phì nhiêu, mà nước đục mới có cá nhiều. Đồng bằng sông Cửu Long này nhiều tôm cá là vì nước sông đó đục ngầu. Còn nước sông ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc nó trong vắt à, giống như là nước biển trong suốt, cá rất ít. Cho nên là ai quá khó tính, quá khó chịu, bị lỗi một lần là sa thải luôn á, thì rất khó dùng người. Ở một vị trí mà thay đổi quá nhiều nhân sự thì cái người mới vào làm quen mất một thời gian, chưa bao nhiêu thời gian để phát triển công việc đó là bị thay thế bởi người khác. Do cái tính nghiêm túc quá khó khăn của người chủ thì làm sao ở chỗ đó, lĩnh vực đó được phát triển theo nền tảng kế thừa và phát huy. Và một điều khác, Phạm Lãi khuyên tiếp nạp yếu khiêm hòa, tức là khi giao tiếp thương lượng quan trọng nhất nhớ hai chữ khiêm tốn và hòa nhã. Tới đâu giao lưu tương tác mà mình tỏ vẻ ta đây làm sao thành công được, không hòa đồng được, tạo sự cách biệt, dị biệt thì không thể nào hòa vào biển lớn được. Phải có tinh thần tiếp biến văn hóa. Thì năm điều mà thầy vừa bổ sung, quan điểm của Phạm Lãi vốn được người Trung Hoa và Việt Nam xem là thần tài, là những cái kỹ năng ứng nhân xử thế mà nó rất là phù hợp với lời Phật dạy. Để kết thúc bài pháp thoại này đó, thì thầy xin đúc kết một vài ý nhỏ. Thứ nhất, không có thần tài thật là các thần linh. Như ở đầu bài này thầy đã nói, thần tài của Trung Hoa đó trải qua mấy nghìn năm văn hóa và lịch sử đó, chia làm hai nhóm. Có nhóm là các thần linh hoang đường không có thật, có nhóm là các nhân vật lịch sử được bơm phồng trở thành thần tài sau khi họ thành danh trong lĩnh vực kinh doanh. Vì hệ nhân quả của mỗi người, người đó hưởng, không có kiến thức kinh doanh, thiếu thông minh và cảm xúc, không dạy bén trước cơ hội thị trường, không nắm vững được cái quy luật cung và cầu, thì làm sao trở thành người giàu được? Ngồi cầu nguyện tin vào thần tài ban phước ngăn họa, chẳng khác nào ôm cây đệ thỏ, chắc chắn không thể nào thành công. Khi ngày mùng 10 tháng giêng của mỗi năm trôi qua thì khắp nơi trên đất nước Việt Nam này đó, người tiêu thụ vàng, tổn thất vàng và góp phần giúp cho những doanh nghiệp vàng làm giàu hơn. Họ giàu rồi, họ giàu hơn. Tức là doanh nghiệp vàng giàu bởi cái sự mê tín của những người tiêu thụ vàng. Nhân dân Việt Nam có câu là gì? Có thằng dở đỡ thằng khôn. Tức là có một cái người dốt, ngu, thiếu hiểu biết về cái lĩnh vực ABC nào đó, thì cái người thông minh hơn á sẽ trở thành là nổi trội hơn. Đó là cái sự tương quan giống như bồi và lỡ, tăng và giảm. Điều hai, mỗi người đều trở thành thành tài trong đời sống thực tiễn khi người đó có giàu lòng từ bi. Nói theo lời Phật dạy, tâm bác ái, nói theo lời Chúa Giêsu dạy, hay là lòng nhân ái, nói theo lời của Khổng Tử dạy, thì lúc đó chúng ta sẵn lòng mở hầu bao của mình ra, chia sẻ những gì mình có
đối với các mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta. Như vậy khi mà mình giúp cho người khác vật chất, tiền bạc, là kiến thức, kinh nghiệm, lời khuyên, chúng ta đang trở thành thần tài tài sản, thần tài tri thức, thần tài kinh nghiệm. Và những điều đó nó giúp cho tình người được tăng trưởng, chúng ta vượt qua được sự vô cảm. Mà vô cảm về bản chất là sự ích kỷ, sự nhỏ nhoi. Điều ba, để trở thành thành tài trong đời sống, chúng ta phải là người có trí tuệ. Còn kiến thức không đủ, rất nhiều giáo sư kinh tế học, thậm chí là những người đoạt giải Nobel về kinh tế, đều là những người không giỏi làm ăn về kinh doanh. Kinh tế là lý thuyết kinh doanh, và kinh doanh đó là thực hiện mua bán trên các lý thuyết và học thuyết kinh tế. Đại đa số người giàu đều không có kiến thức kinh tế, nhưng họ có thông minh cảm xúc, cho nên họ nhìn ở đâu là nó đẻ ra tiền ở chỗ đó, đầu tư vào chỗ đâu là nó làm lớn tiền, dòng tiền ở chỗ đó. Mà thông minh cảm xúc thì đôi lúc nó cũng bị lạc quẻ, chứ phải lúc nào cũng thông minh đó là đúng, vì đó là cảm xúc mà. Đức Phật khẳng định đó, phải là trí tuệ mới là chìa khóa giải quyết các vấn nạn, trong đó có vấn nạn kinh tế. Như Đức Phật đó, tại vì Ngài không màng đến vương vị, sự giàu có, quyền uy. Chứ nếu mà Ngài mà làm nhà kinh doanh đó, thì chắc chắn rằng là Ngài phải là tỷ phú rồi. Với trí tuệ của Đức Phật là Ngài quá thông thái. Nội mà đăng ký tác quyền chân lý mà Ngài khám phá không, cũng có thể làm cho Ngài trở thành các tỷ phú công nghệ. Người Đức Phật không màng đó. Điều 4, ai cũng có khả năng làm thành tài, miễn là chúng ta vượt qua được sự mặc cảm tự ti. Cho nên thầy không cảm thấy khích lệ, thậm chí có thể là không hoan hỷ với những người mà lúc nào cũng nghĩ rằng là Việt Nam là nhược tiểu, Việt Nam là dở, Việt Nam là yếu. Có những thứ chúng ta dở, yếu và kém, nhưng cũng có những thứ chúng ta vượt trội hơn thế giới. Phải vượt qua được cái mặc cảm tự ti dân tộc, phải vượt qua cái mặc cảm tự ti bản thân, mặc cảm tự ti gia đình, chúng ta mới bỏ ao làng vươn ra sông lớn, bỏ sông lớn vươn ra biển khơi, bỏ vươn khơi đã có mặt ở toàn cầu. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã góp phần xây dựng hình ảnh con người Việt Nam thông minh, con người Việt Nam hòa bình, con người Việt Nam thân thiện, con người Việt Nam chánh niệm, con người Việt Nam trí tuệ. Cho nên đại diện chính phủ Hoa Kỳ khi đến viếng tang Thiền sư Nhất Hạnh đã có một cái lời nhận xét rất sâu. Thiền sư Nhất Hạnh đã hiến tặng cho cộng đồng người Mỹ thiền chánh niệm, và chánh niệm đó đã ảnh hưởng đến chánh niệm trong công việc, chánh niệm trong quản trị, chánh niệm trong chính trị, chánh niệm trong giảng dạy, chánh niệm trong lao động, chánh niệm trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Như đôi lúc đó, cũng rất là nghiệt ngã cho những nhân vật đẳng cấp như là Thiền sư Nhất Hạnh, là viên kim cương ở thế giới, nhưng mà đôi lúc đó, là chưa được phát huy giá trị ở quê hương của mình. Không phải vì vì cái phương đó không tỏa sáng, mà vì người Việt Nam chúng ta chưa thật sự thấy được cái giá trị của kim cương ở trong một số tình huống.
Do đó hãy nhìn và quán chiếu búp sen lần lượt trở thành hoa sen, tiềm năng trở thành hiện thực. Chúng ta sẽ vững tin rằng mỗi người đều có quặng mỏ tiềm năng đang bị ngủ quên. Công việc của chúng ta là khai thác, đánh thức sự ngủ quên đó. Phần lớn các triệu phú và tỷ phú xuất thân từ các gia đình nghèo. Chỉ hiếm có các tỷ phú xuất thân từ gia đình mang tính kế thừa từ cha mẹ, ông bà, hiếm lắm. Đó là một cái ví dụ về tính tiềm năng trở thành hiện thực bằng phương pháp đúng, kiên trì đúng, nỗ lực đúng, và nhất là được dẫn dắt bởi một phần của trí tuệ. Mà dân gian người ta thường đánh đồng đó là về thông minh cảm xúc. Cho nên đó, thầy mong các quý Phật tử đừng bao giờ mua tượng thần tài về thờ trong nhà của mình. Vì như thế là mê tín. Mà mê tín đó, nó bị dẫn dắt bởi vô minh và sợ hãi. Nhiều người đó nghe bài giảng của thầy đã từ bỏ việc thờ thần tài. Thổ địa, táo quân của thiên quyền nữ mẹ sinh mẹ độ, quan thánh đế quân, là chỉ giữ trong nhà đó bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà tổ tiên, rồi căn nữa đó thì bàn thờ các thánh anh hùng dân tộc như là tướng Trần Hưng Đạo, vua Lý Thái Tổ, Phù Động Thiên Vương, Chương Giác Chương Nghị, vân vân, để thể hiện tinh thần yêu nước. Mà yêu nước là một trong bốn trọng ân, thể hiện bốn trọng ân được Đức Phật giảng dạy. Thầy kết thúc pháp thoại này và chúc tất cả quý Phật tử đều trở thành các thành tài ở hiện tại và trong tương lai. Và khi trở thành thần tài đó, nhớ phát tâm đóng góp cho các Phật sự. Phật sự ở đâu cũng là Phật sự, mà đóng góp vào Phật sự chùa Giác Ngộ và hệ thống chùa Giác Ngộ, thầy rất biết ơn. Và quý vị là những người tham dự trực tiếp rồi đó, là từ các hoạt động Phật sự, các khóa tu, các ngày tu, các chương trình thiện nguyện an sinh của chùa Giác Ngộ lệ lạc cho nhiều người. Thứ bảy bữa chiều đó, thì 400 cháu mầm non và thiếu nhi. Chủ nhật bữa chiều mấy trăm cháu thanh thiếu niên, sinh viên. Bữa sáng chủ nhật đó, mấy trăm Phật tử trung niên và lão niên. Các bữa tối có lớp tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, tiếng Bali miễn phí, và một số lớp kỹ năng miễn phí. Chương trình học bổng cho tăng ni ở nước ngoài, chương trình hỗ trợ học bổng cho tăng ni trong nước, sinh viên trong nước, và nhiều chương trình xóa bỏ mê tín dị đoan như là ấn tống in kinh, tặng biếu kinh sách, máy nghe pháp âm và nhiều hoạt động khác. Cho nên tham gia vào các hoạt động đó, quý vị sẽ trở thành trước nhất là gì? Thành tài từ bi. Ban phát tâm từ bi không giới hạn. Và phước thì nó tạo phước. Cho nên đó, việc làm đó có lợi ích cho bản thân mình. Và mình hiểu được nhân quả, chết không phải là hết. Chúng ta tiếp tục trở thành thành tài ở kiếp tương lai. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.
trọn thành phần đạo. Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu
tại chùa này, đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.